nếu bạn đang tìm kiếm một người đàn ông trung thành với bạn và không lừa dối bạn có một số đặc điểm mà bạn nên tìm kiếm một người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ lừa dối bạn người ấy sẽ luôn ở đó vì bạn dù có bao nhiêu khó khăn và người ấy sẽ luôn đặt nhu cầu của bạn lên hàng đầu do đó khi nói đến các mối quan hệ lòng trung thành là rất quan trọng sau đây Quốc Anh chia sẻ với các bạn những đặc điểm rất rõ ràng của một người đàn ông chung thủy. Điều thứ nhất, người ấy luôn dành thời gian cho bạn bất kể hoàn cảnh nào. Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, người ấy sẽ không bao giờ viện cớ để không dành thời gian gặp bạn, ngay cả khi người ấy có một lịch trình bận rộn hoặc đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn người ấy vẫn sẽ đặt nhu cầu của bạn lên hàng đầu và tìm mọi cách để gặp bạn thường xuyên nhất có thể. Một người đàn ông chung thủy sẽ không lừa dối bạn. Người ấy đảm bảo ngay cả khi cuộc sống cản trở, không gì có thể ngăn cản người ấy nhìn thấy người phụ nữ của mình. Tình yêu luôn có cách. Vì vậy, chỉ vì người ấy khó gặp bạn, không có nghĩa là điều đó là không thể. Người ấy yêu bạn, Người ấy không để bất cứ điều gì cản trở việc dành thời gian chất lượng cho bạn. Điều thứ hai, không bào chữa hay giải thích. Một người đàn ông chung thủy sẽ không bào chữa cho việc không gặp bạn. Người ấy sẽ luôn thẳng thắn với bạn và người ấy sẽ không có bất kỳ bí mật nào với bạn. Nếu người ấy đến muộn hoặc phải hủy bỏ kế hoạch vào phút cuối, người ấy thành thật về lý do vì không có bí mật nào giữa người ấy và người phụ nữ của mình. Người ấy biết rằng nói dối chỉ dẫn đến nhiều vấn đề hơn sau này, vì vậy tốt hơn là nên nói sự thật ngay bây giờ hơn là phát hiện ra sau này. Lúc đó mọi thứ có thể trở nên lộn xộn. Bằng cách này, niềm tin có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ giữa cả hai, ngay cả khi có điều gì đó khủng khiếp xảy ra vào một thời điểm nào đó trong mối quan hệ. Điều thứ ba, bạn là ưu tiên của người ấy. Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn đặt bạn lên hàng đầu người ấy sẽ không lừa dối bạn và đảm bảo rằng nhu cầu của bạn được đáp ứng trước bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống nếu người ấy của bạn thực sự yêu bạn người ấy sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xen vào giữa tình yêu của cả hai kể cả ý kiến của người khác người ấy biết điều gì quan trọng nhất ở đây đó chính là bạn điều thứ tư người ấy chia sẻ ước mơ với bạn một người đàn ông chung thủy sẽ chia sẻ ước mơ và nguyện vọng của người ấy với bạn người ấy muốn cùng nhau xây dựng tương lai, vì vậy người ấy sẽ không bao giờ lừa dối bạn, vì người ấy biết rằng điều đó sẽ phá hủy mọi cơ hội biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Điều này có nghĩa là nói chuyện cởi mở và trung thực ngay từ đầu, thay vì đợi đến sau này khi tình cảm đã phát triển sâu hơn thành một điều gì đó nghiêm trọng hơn. Mỗi qua ngày bắt đầu nảy sinh giữa cả hai, điều này có thể dẫn đến lừa dối. Điều thứ năm người ấy yêu tâm hồn bạn hơn. Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn đặt nhu cầu của bạn lên hàng đầu. Người ấy sẽ không lừa dối bạn vì người ấy yêu bạn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có điều gì đó xảy ra, khiến người ấy cảm thấy như không còn hy vọng cho mối quan hệ của mình, thì sự cam kết của người ấy vẫn rất mạnh mẽ và người ấy sẽ không bao giờ đi lạc khỏi nó. Điều thứ sáu, một người đàn ông chung thủy sẽ luôn khiến bạn yên tâm người ấy sẽ không lừa dối bạn vì người ấy muốn có một mối liên hệ bền chặt với một người yêu người ấy nhiều và đó là lý do tại sao người ấy sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày để cả hai có thể ở bên nhau mãi mãi điều thứ bảy người ấy sẽ không lừa dối bạn vì người ấy khiêm tốn người ấy biết rằng người phụ nữ của mình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất vì vậy người ấy làm việc chăm chỉ để trở thành một người đàn ông có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Nếu điều đó có nghĩa là từ bỏ một số điều khiến người ấy hạnh phúc trong cuộc sống, thì điều này cho thấy cả hai sẵn sàng hy sinh cùng nhau. Điều thứ 8 Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn trung thật với bạn. Người ấy sẽ không lừa dối bạn, vì người ấy muốn lương tâm trong sạch, và không muốn nói dối hay lừa dối bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Khi người ấy của bạn liên tục che giấu mọi thứ với bạn, hoặc không hoàn toàn trung thực điều này thường có thể dẫn đến sự ngờ vực tranh cãi và oán giận nhiều hơn theo thời gian đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với các cặp đôi là duy trì đường dây liên lạc cởi mở đặc biệt nếu họ muốn mối quan hệ của mình kéo dài sự trung thực nên được áp dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống không chỉ những khía cạnh lãng mạn của chúng ta nếu không chúng ta đang chuẩn bị cho mình một thảm họa sau này khi mọi thứ sụp đổ. Điều thứ 9. Một người đàn ông trung thủy biết rằng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mới quan trọng và người ấy muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến bạn hạnh phúc. Người ấy hiểu rằng các mối quan hệ đều là cho và nhận. Vì vậy, tạo ra một mối quan hệ tuyệt vời dựa trên sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Điều này sẽ chỉ giúp chúng củng cố mối quan hệ theo thời gian. Điều thứ 10 một người đàn ông chung thủy sẽ luôn tôn trọng bạn người ấy sẽ không lừa dối bạn vì người ấy biết rằng gian lận là sai và vi phạm lòng tin của bạn sự tôn trọng là rất quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào và nếu không có nó thì mối quan hệ đó chắc chắn sẽ thất bại một người đàn ông tôn trọng bạn đời của mình sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho mối quan hệ hoặc khiến người ấy cảm thấy khó chịu gian lận thường đi đôi với việc thiếu tôn trọng người ấy của một người một người thực sự yêu thương và quan tâm đến bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc không chung thủy vì vậy điều quan trọng là bạn phải lắng nghe trực giác mách bảo bạn điều gì đó không ổn nếu cả hai thực sự yêu nhau thì việc ở bên nhau vượt qua khó khăn là điều đáng để đấu tranh vì không có gì khác quan trọng hơn việc ở bên nhau khi nói đến các mối quan hệ không có gì đảm bảo trong cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên đặt mục tiêu cao. Nếu bạn đủ may mắn để tìm được một người đàn ông hồi tụ tất cả những phẩm chất của anh vừa chia sẻ, hãy trân trọng người đàn ông của mình và hãy luôn nhớ rằng khi bạn muốn nhận được tình yêu, thì bạn hãy cho đi tình yêu. Đó là cách để chúng ta nuôi dưỡng và xây dựng một mối quan hệ bền chặt, vững bền và lâu dài. Và tình yêu đầu tiên là bạn cần phải dành tình yêu cho chính bản thân mình. Hãy giúp bản thân mình phát triển mỗi ngày từ cơ thể vật lý, cơ thể tinh thần của các bạn. Và hãy trở thành một người yêu thương bản thân mình vô điều kiện. Khi mà bạn có được tình yêu đó, bạn có thể nuôi dưỡng và xây dựng mối quan hệ của mình với người đàn ông của đời mình ngày càng sâu đậm và bền chặt. Thông qua những điều của Canh vừa chia sẻ với các bạn, của Canh hy vọng rằng đã mang đến rất nhiều những năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua Fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.